Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 thảo luận thông qua 11 nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 5 năm 2024. Vùng nguyên liệu mía ở xã Quảng Sơn và Hòa Sơn mong mỏi chờ mưa. Xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn hai chuyên đề trình Quốc hội xem xét. Quyết định chọn một chuyên đề để giám sát tối cao. Cụ thể, chuyên đề 1, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Chuyên đề 2, việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2024 và năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Do đó, công tác giám sát cần tiếp tục được tập trung chỉ đạo để vừa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, bám sát thực tiễn đời sống để đề xuất giám sát những vấn đề cấp bách nổi lên, đồng thời tiếp tục rút kinh nghiệm, có các giải pháp cải tiến, đổi mới để phát huy tối đa vai trò hoạt động giám sát của Quốc hội. Buổi chiều, Quốc hội họp toàn thể nghe trình bày báo cáo của Chính phủ, báo cáo kiểm toán và báo cáo thẩm tra về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, thảo luận thông qua các nghị quyết phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chủ tọa kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 18 sẽ quyết định các nội dung quan trọng, đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng, sát đúng, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết, thông qua 11 nghị quyết gồm điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước sông Thang, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, chủ trương đầu tư dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận sử dụng vốn vay của cơ quan phát triển Pháp, bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2024 vốn ngân sách địa phương, quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục trong năm 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bãi bỏ nghị quyết số 29 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cán bộ công chức viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận, quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên, tổ bảo vệ an ninh trật tự,
hỗ trợ bồi dưỡng chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, bãi bỏ khoảng 4 điều 3 nghị quyết số 22 ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, phân bổ và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2024 cho các cơ quan đơn vị và ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện nhiệm vụ. Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lưu Xuân Phương, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, do Bộ Quốc phòng điều động đảm nhận nhiệm vụ mới tại quân khu 5, đồng thời bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Túy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, cả 11 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương để tranh thủ hỗ trợ đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận tăng cường công tác giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 5 năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2024, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc và kiến nghị tỉnh cùng các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ một số vấn đề như đảm bảo nguồn khoáng sản, san lấp để đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, hỗ trợ cấp phép xây dựng, gia hạn thi công, tái khởi động các dự án du lịch, đồng bộ phương án đấu nối truyền tải cho các dự án năng lượng tái tạo, cập nhật bổ sung hoàn thiện quy hoạch không gian biển để bố trí dự án nuôi biển công nghệ cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao ý kiến của các doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Nam cũng đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, có hướng dẫn thông tin cụ thể cho các nhà đầu tư rõ chủ trương chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ của các dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần năng động sáng tạo, thể hiện quyết tâm đầu tư, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, điều kiện sản xuất kinh doanh theo quy định, sớm đưa các dự án vào hoạt động. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, dự kiến vào tháng 11 năm 2024. Đối với Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện Bắc Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam sẽ tổ chức trong tháng 6 năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh diễn ra theo đúng tiến độ đề ra. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024 nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư năm 2024 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí đề nghị ban tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh cần xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện các lĩnh vực và bám sát kế hoạch của ban chỉ đạo đại hội để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra. Tiếp tục rà soát các công tác chuẩn bị đại hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội triển khai tốt các nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với ban dân tộc tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị tổ chức đại hội và hội nghị, hiệp thương, cử đại biểu, dự đại hội các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, chiều nay Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt, học tập và đời sống của các cháu, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và đón Tết thiếu nhi vui tươi đầm ấm. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường tiếp tục quan tâm tạo nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp hè. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng học tập, lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu kết luận tọa đàm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các đơn vị, nhận thức tầm quan trọng của giáo dục chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, qua đó góp phần hình thành cho học sinh, sinh viên đạo đức lối sống, ý thức thượng tôn pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ giáo viên và giảng viên lý luận chính trị, giáo dục công dân nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2024. Tại lớp bồi dưỡng, hơn 30 học viên là cán bộ công chức viên chức phụ trách các lĩnh vực công tác liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các sở ngành, cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Được nghe lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Quản lý Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến những văn bản mới về lĩnh vực quản lý nhà nước trong hoạt động khoa học và công nghệ. Xác định phạm vi thẩm quyền, công việc trong hoạt động quản lý, nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ công chức viên chức phụ trách công tác liên quan lĩnh vực khoa học và công nghệ nâng cao kiến thức, năng lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chiều nay, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2028. Theo đó, giai đoạn 2024-2028, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản chế biến nông sản, tổ chức tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường khảo sát, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy giao thương, kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân và các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện giúp cho hội viên có cơ hội lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Dịp này, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 50 suất học bổng lương định của, mỗi suất 1 triệu đồng cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Thuận. Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 36 cánh đồng lớn trồng lúa, nho, măng tây, hành tím với tổng diện tích hơn 5.010 ha, triển khai 70 liên kết chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 15.000 ha. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc thù gắn với cấp mã vùng trồng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 80% diện tích vùng nguyên liệu mía của hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn dựa vào nước trời. Mặc dù người dân đã chủ động đào ao trữ nước chống hạn, thế nhưng nắng nóng kéo dài, nguồn nước đã cạn. Đến nay khoảng 20% diện tích vùng nguyên liệu mía giảm năng suất đến trên 50%.
người trồng mía ở hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn đang mong mỏi chờ mưa. 2 hectare mía của bà Mơ Thị Ca ở thôn Tân Định, xã Hòa Sơn khô héo vì thiếu nước. Hiện đã có 3 sào mía bị chết khô hoàn toàn, 4 sào mía khác bị vàng lá. Hiện nay nước từ ao suối đều đã cạn và nếu không có mưa, diện tích mía bị chết khô sẽ tăng lên và hơn 40 triệu đồng đầu tư vào 2 hectare mía có khả năng tiêu tan theo nắng hạn. Khô nước hết, đâu có nước chảy đâu. Bắt đầu nó chết vặt đây nè. Chết nước vặt thấy uống ghê. Thấy mình vô mình thấy sót luôn á. Tiền bỏ, tiền công biết bao nhiêu. Vùng nguyên liệu mía ở hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn đang khô héo vì nắng nóng kéo dài. Bà Trần Thị Lan ở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn đã chủ động đào đến 3 cái ao trữ nước để trồng 14 hectare mía. Nhưng giờ cả 3 ao đều cạn nước, thiếu nước tưới nên đã có 4 hectare mía chết khô. Diện tích còn lại suy giảm năng suất hơn 50%. Ruộng mía này đã 6 tháng tuổi nhưng vẫn chưa tạo đốt. Mong mỏi chờ mưa để cứu mía là tình cảnh chung của nông dân trồng mía ở xã Quảng Sơn. Ruộng mía này á, mà theo cái ngày tháng của hạn mà bình thường như mọi năm khác á, thì nó đã cao lên đây rồi, nó được 2 lóng rồi. Mà bây giờ qua tháng 6 rồi mà như vậy thì không biết con mấy tháng tới có được phát triển được chừng nào nữa không thì cũng không biết nữa. Hiện nay vùng nguyên liệu mía của nông dân liên kết với công ty cổ phần mía đường Biên Hòa, Phan Rang có gần 1.000 hectare. Những ngày qua, vùng nguyên liệu mía ở hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn đã có mưa. Tuy nhiên lượng mưa chưa thể giúp cây mía phục hồi, nên công ty không thể triển khai chính sách hỗ trợ phục hồi diện tích mía bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài. Phải chờ mưa. Và hiện nay những cái vùng mà không còn nước nữa phải chờ mưa thì mới là triển khai cho bà con trồng dặm, trên chẻ bùi trồng dặm hoặc là trồng dặm bằng hôm. Rồi hỗ trợ cho bà con những cái phân bón cấp phân bón để thúc cho kịp thời phát triển cái mía kịp thời. Vùng trồng mía của hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn hiện có hơn 1.300 hectare, nhưng chỉ có khoảng 20% diện tích chủ động nước tưới. Phần còn lại phải dựa vào nguồn nước từ sông suối và ao trữ nước. Tuy nhiên do nắng nóng kéo dài làm cho khoảng 300 hectare mía không phát triển và hơn 50 hectare bị mất trắng. Thì một số sông suối ao hồ của người dân để phục vụ cho công tác tưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cũng đã bị cạn nên ảnh hưởng tới cái tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là cây mía. Hiện nay là diện tích bị ảnh hưởng khoảng hạ 300 hectare. Thì vừa qua thì cũng có một số cây mưa, tuy nhiên cái lượng mưa ít, nó chưa bảo đảm triệt để cái việc khắc phục hạn hán trên địa bàn. Thời tiết trong những ngày qua ở vùng trồng mía của hai xã Quảng Sơn và Hòa Sơn đã có những chuyển biến tích cực và người trồng mía đang mong chờ những đợt mưa lớn hơn để cây mía phục hồi. Tuy nhiên, cả hai khu vực này, người trồng mía chủ yếu dựa vào nước trời nên giải pháp hỗ trợ người dân đào ao chống hạn cần được tính đến. Sáng ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm giam đối với Hồ Thị Thùy Ngân, sinh năm 1991, trú tại thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều cá nhân tố cáo Hồ Thị Thùy Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh B&T, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Ngân không có nghề nghiệp ổn định. Trong khoảng thời gian năm 2021-2022, Ngân đã đưa nhiều thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong đó có thủ đoạn thành lập công ty chuyển phát nhanh để huy động vốn trái phép từ nhiều người, sau đó chiếm đoạt với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cùng với lời khai của người tố giác, người có quyền lợi liên quan, vào tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Tứ, sinh năm 1975 ở khu phố 1, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm và Phan Trần Thái, sinh năm 1981 ở tại khu phố 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm để đấu tranh làm rõ về hành vi tổ chức hoạt động đánh bạc.
Qua khám xét, lực lượng công an tạm giữ 12 điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề, đồng thời đưa 10 người có liên quan về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề do Trần Văn Tứ cầm đầu. Từ đầu năm 2024, các đối tượng đã ghi số lô đề và nhắn thông tin về cho Tứ qua điện thoại để tập hợp. Ngoài ghi lô đề, Tứ và các đối tượng còn khai có ghi cá độ bóng đá. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Xác định công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn, định hướng và có nhiều chính sách ưu đãi cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nhờ đó, hàng trăm lao động, nhất là lao động ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc và miền núi đã đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 85 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 57,3% kế hoạch năm. Sau khi học xong lớp 12, con gái đầu chị Thắm đã đăng ký đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Sản xuất linh kiện điện tử, công việc không nặng nhọc, trong khi mức thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Nên sau khi hết hợp đồng 3 năm, con gái chị Thắm tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Đồng thời bảo lãnh em trai vừa học lớp 12 xong, qua Nhật Bản cùng làm việc. Hiện mỗi tháng, hai con chị Thắm tiết kiệm gửi về cho ba mẹ gần 30 triệu đồng, giúp gia đình trả hết nợ, sửa sang nhà cửa và mua thêm ruộng vườn để phát triển sản xuất. Bạn nào muốn phát triển thì đi gọi là xuất khẩu lao động, gọi là lương nó tạm ổn hơn Việt Nam mình, ăn uống của nó cũng được hơn, sạch sẽ hơn, gọi là quy tắc hơn của mình. Năm 2024, xã Xuân Hải được giao chỉ tiêu đưa 8 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn xã đã có 7 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hai lao động đang làm thủ tục và sẽ khởi hành trong tháng 7 tới, giúp địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2024. Công ty là mỗi năm, mỗi tháng vẫn đang tuyên truyền tại xã Xuân Hải. Sắp tới đây là cũng về tuyên truyền tại ở thôn Phước Nhân 2. Là tôi thì góc độ được trưởng thôn, tôi mong sao là các cháu, các em ra trường, ai thất nghiệp hoặc là đã tốt nghiệp và hay xong, xuất khẩu lao động tại Nhật là có sau này, là đi làm là kiếm thu nhập kinh tế nó cao hơn và gia đình sau này ổn định hơn. Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu có 220 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Hiện ngành chức năng đang tích cực phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ thông tin về thị trường lao động. Bên cạnh đó, tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người lao động vay 100 triệu đồng mỗi người với lãi suất chỉ 0,5% một năm, với thời gian trả nợ đúng thời hạn hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. Cũng có hai đứa đi rồi, nhưng mà cũng sắp tới cũng định hướng cho thằng cháu. Nó cũng muốn đi thì mình cũng cho nó đi luôn. Phối hợp với ban phong trào tỉnh đoàn và ban kinh tế gia đình xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tổ chức tư vấn đào tạo nghề, phối hợp với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp y tế và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện công tác tạo nguồn lao động có trình độ nghề để tham gia xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động không chỉ mang lại lợi ích lớn về mặt kinh tế cho người lao động mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở vùng nông thôn, đồng bào dân tộc và miền núi. Hiện nay, hầu hết các lao động sau khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về nước đều có cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31 tháng 5 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều có mưa dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi ngày nắng, buổi chiều có mưa dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi ngày nắng nóng, buổi chiều có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét, biển động nhẹ.